Vâng, thưa quý vị, thực tế trong những ngày qua, dù mức lương cơ sở mới do chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng vẫn chưa đến thời điểm thực hiện, nhưng nhiều mặt hàng đã âm thầm tăng giá, nhất là ở một số chợ lẻ nhỏ. Nhiều người nội trợ cho biết hiện nay nhiều sản phẩm đã tăng thêm từ 500 đến 2.000 đồng một ký, mức độ tăng nhỏ giọt nên đôi khi người mua không để ý. Hiện nay giá thịt heo đã tăng từ 3 đến 7.000 đồng một ký. So với đầu tháng, giá đường cát đã lên 35.000 đồng một ký, tăng 5.000 đồng một ký so với khoảng 2 tháng trước. Hay hồi đầu tháng 6, giá gạo có một đợt tăng mạnh, đặc biệt là gạo ST25 tăng gần 3.000 đồng một ký. Các chuyên gia kinh tế lo ngại việc té nước theo mưa khi thời điểm tăng lương có hiệu lực có thể sẽ diễn ra mạnh mẽ khoảng một tuần sau đó. Do vậy, cần triển khai ngay một số biện pháp nhằm kiểm soát các mặt hàng tăng giá theo lương. Cụ thể, Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra việc hình thành giá cả những mặt hàng thiết yếu. Cơ quan quản lý thị trường kết hợp với các chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, tiểu thương tại các chợ, siêu thị, nhà hàng để không tăng giá bất hợp lý theo lương. Đồng thời, tại thời điểm tăng lương, những mặt hàng dịch vụ như điện, nước, y tế, học phí không nên tăng để không tạo sự gia tăng đột biến về giá cả trong giai đoạn này.